Dự án kết nối cầu Cao Lãnh và cầu Vàm Cống có tầm quan trọng với sự phát triển kinh tế của khu vực trung tâm đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2016, khối lượng công việc chủ yếu tập trung vào việc xử lý nền đất yếu và triển khai thi công cầu lắp vò. Mặc dù chủ đầu tư bàn giao chậm mặt bằng của một số hạng mục như trụ P13, P14 và mố A2, nhưng ban điều hành dự án đã phối hợp tích cực với chủ đầu tư để giải phóng mặt bằng và nỗ lực trong triển khai thi công. Gói thầu đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản của năm 2016, trong đó nổi bật là hoàn thành 100% kết cấu phần dưới và công tác đúc hẫng cầu lắp vò. Công ty đã mạnh dạn thay đổi biện pháp tổ chức thi công khối đúc trên đà giáo sang móng cọc khoan nhồi, điều chỉnh lại kết cấu xe đúc hẫng của cầu Thới Bình để phù hợp với cầu lắp vò, điều chỉnh hệ thống đà giáo khối K9 trên cơ sở tận dụng triệt để hệ thống vật tư sẵn có để tiết kiệm chi phí. Thời điểm cuối năm, công trường đã triển khai thi công cầu rạch lắp vò, cầu kênh danh, hoàn thành công tác gia tải đợt 2 phần nền đường, tạo tiền đề cho việc hoàn thành công trình vào năm 2017.